Trường hợp như vậy thì nó là cái trường hợp rất là hung họa và nó sẽ gây ra trong gia đình. Trước hết về mặt gia đạo là vợ chồng dễ ly tán. Về mặt sức khỏe là anh chị là hay bị ngộ độc trong nhà hay người ốm vặt. Về mặt tài lộc là làm ăn cái gì cũng trục trặc và cái gì cũng sẽ bị khó khăn. Chào anh chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về cái rầm xà, mà cái việc mà đè lên trên cái rầm xà khi mà bị đè lên trên bếp, hoặc chẳng may là cái phòng ngủ ở bên trên của anh chị mà nó nằm ở trên cái bếp, nó ảnh hưởng như nào và cách hóa giải ra sao. Trước hết là cái việc mà rầm xà ở trong bếp ý, thì thực chất thì đến 60-80% các cái nhà thì thông thường nó dễ bị cái rầm xà nó đè lên. Bởi vì làm sao ạ? Hiện tại bây giờ cái kỹ thuật xây dựng của chúng ta là sử dụng nhà khung, đúng không ạ? Khi chúng ta dùng nhà khung thì đồng nghĩa với việc là cái tường của chị xây tường 10. Khi xây tường 10 thì chúng ta sẽ làm cho là cái bếp của chúng ta mà nó kê sát quá so với cả tường của tủ bếp, thì thông thường cái rầm ở bên trên nó sẽ dọi thẳng xuống cái bếp của anh chị. Cái lỗi này nó rất là dễ hay bị mắc phải. Tuy nhiên là hỏi rằng là việc này nó có ảnh hưởng lớn đến chị không, thì nếu như cái theo kết cấu của cái việc mà xây nhà khung ấy mà thông thường nó bị như thế thì cái việc này nó ảnh hưởng không nhiều. Tôi nói trước là việc này nó ảnh hưởng không nhiều, nó ảnh hưởng không có nhiều lắm. Bởi vì là còn trong trường hợp mà cả một cái thanh rầm nó đè lên thì chuyện đấy là chuyện hoàn toàn khác nhé. Trong trường hợp nhiều nha anh chị, là cả một thanh rầm nó đè lên, chuyện này là chuyện hoàn toàn khác. Hoặc là anh chị để cái bếp dưới gầm cầu thang, chuyện này lại là chuyện hoàn toàn khác. Còn tôi nói ở cái trường hợp trước là cái rầm nó vào thì trường hợp đấy là trường hợp nhỏ và lỗi đựng bình thường, không có đáng. Nhưng mà trong trường hợp mà rầm đè lên là chuyện hoàn toàn khác. Đối với cả cái bếp của anh chị thì khi mà rầm xà đè lên thì thông thường người ta sẽ có một cái biện pháp để người ta hóa giải. Tuy nhiên là cái bếp là cái nơi mà chủ quản tài lộc, cái bếp là nơi để chủ quản gia đạo, hỉ nộ ái ố cũng thể hiện ở cái nơi bếp ăn. Cái bếp là nơi mà chủ quản cái sức khỏe, vì anh chị ăn sạch, ăn ngon hay không thì là tài lộc và sức khỏe và gia đạo của chúng ta đều nằm ở vị trí của cái bếp cả. Cho nên thành ra là khi bị rầm xà nó đè trực tiếp lên, nhiều cái trường hợp là cái xà nó đè ngang trên cái bếp luôn ấy, nhưng trường hợp là nó đè dọc trên cái bếp. Tôi xét cái bếp và có hai cái cửa bếp như thế này chẳng hạn, có trường hợp là cái rầm nó chia tách đôi cái bếp, có trường hợp rầm nó đè ngang qua hẳn cái bếp như thế này. Đó. Thì những trường hợp như vậy thì nó là cái trường hợp rất là hung họa và nó sẽ gây ra trong gia đình. Trước hết về mặt gia đạo là vợ chồng dễ ly tán. Về mặt sức khỏe là anh chị là hay bị ngộ độc trong nhà hay người ốm vặt. Về mặt tài lộc là làm ăn cái gì cũng trục trặc và cái gì cũng sẽ bị khó khăn. Và cái việc này là đương nhiên, và cách hóa giải tốt nhất là chuyển cái bếp đi chỗ khác. Còn trong trường hợp mà không chuyển cái bếp đi chỗ khác thì chúng ta bắt đầu sử dụng biện pháp hóa giải. Chúng ta thì sử dụng 5 đồng tiền hoa mai, chúng ta dán lên trên vào cái thành rầm xà đó tại cái nơi mà vào khu vực bếp. Phương án thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái sáo trúc kèm theo là sâu vào cái đuôi của sáo trúc, một cái sáo trúc kèm theo với cả cái hồ lô ngọc bích để chúng ta có thể treo vào cái đuôi hay là cái cạnh của rầm xà. Phương án thứ ba, người ta có thể sử dụng một cái hồ lô mở nắp và để trên nóc, và chúng ta treo hồ lô hai đầu, hoặc là chúng ta để một cái hồ lô để chúng ta chống lại cái việc mà cái rầm xà ở bên trên. Thứ nữa, mà trong trường hợp mà ở phía bên trên của anh chị mà nó lại là cái phòng ngủ chẳng hạn, thì bằng cái biện pháp hóa giải thì chúng ta cũng sử dụng hồ lô, chúng ta đặt trên cái nóc tủ bếp. Thông thường tủ bếp có chia làm hai phần, một là phần phía dưới là phần phía cục đế, phần thứ hai là phần cục treo. Cho nên thành ra là cái phần cục đế và phần cục treo, thì cái phần cục treo này thì thông thường là chúng ta sẽ để cái hồ lô lên bên trên. Tôi đang nói ở đây nó chỉ chấn sát cho những trường hợp mà chẳng may mà rầm xà nó đè ngang lên trên cái khu vực bếp thôi, chứ không phải là cái việc mà, chứ còn cái việc mà cái tường 10 chị giật vào một tí thì nó không có ảnh hưởng. Bởi vì là nếu như thế ảnh hưởng thì cái tủ bếp với chị khi giật lại làm 35 phân thì nó cũng ngang vào bếp, rồi chúng ta lắp cái máy hút mùi vào thì việc này thực sự là nó không có ảnh hưởng. Còn như trường hợp mà tôi đang muốn nói đến là cả một cái rầm với cả một cái xà nằm ngang trên bếp, hoặc đè dọc hay đè ngang trên bếp, thì thực sự là lúc này là cái việc này là đã có ảnh hưởng rồi. Và anh chị nếu như mà ở trong không gian nhà đấy thì nó sẽ có rất là nhiều những cái hung họa mà chúng ta cần phải có những biện pháp để chúng ta phòng tránh.